Chào cả nhà, chào Hello, em chào cả nhà. Ngọc Bích, rất là vui được chào đón em trong cái ngôi nhà của chị buổi trưa hôm nay. Xin chào tất cả các quý vị đang theo dõi cái buổi trò chuyện của hai chị em chúng tôi. Hiện tại giờ địa phương tại tiểu bang Washington thuộc miền Tây Bắc Hoa Kỳ là 12 giờ 2 phút trưa. Chị chào em Bích. Bích ơi, em có thể giới thiệu cho quý vị biết em là ai, đến từ đâu và cái thời gian của em hiện tại là mấy giờ? Xin mời em. Em chào chị Linh. Chào tất cả các bạn. Hiện tại là bên em đang ở bên Đức và hiện tại là em là 21 giờ 2 phút tối. Để cho em rất trước khi giới thiệu về bản thân em thì em cũng có lời chào đến tất cả các bạn đang theo dõi trên cái trang page của chị Liên. Em chào chị Linh và em cũng rất là vui mừng khi là hôm nay là được mời chị Linh mời vào nhà để Chị chào em, cảm ơn em. tâm sự. Em á là em là Ngọc Bích, hiện tại là em đang sinh sống cùng với ông xã và của con gái nhỏ của em 8 tuổi ở Cộng hòa Liên bang Đức. Cái công việc chính của em hiện tại bây giờ là em đang làm nail. Và song song bên cạnh đó em cũng là chủ một doanh nghiệp kỹ thuật số toàn cầu, là đồng nghiệp của chị Linh đây. Wow, tuyệt vời quá quý vị. Có rất 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 là nhiều đồng nghiệp của tôi, từ những chủ tiệm nail, những người thợ nail, những người chuyên đi làm đẹp cho người khác nhưng lại không có thì giờ làm đẹp cho bản thân của mình. Và hôm nay thì quý vị đã nghe thấy rồi đó, trên màn hình của quý vị là một cô gái đến từ Đức Quốc. Cô ấy tất nhiên là người Việt Nam thì sinh sống ở Đức Quốc và đang làm tiệm nail và cũng là một chủ doanh nghiệp kỹ thuật số như bản thân tôi nói riêng và toàn thể những anh chị em ở trong cái community của doanh nhân kỹ thuật số nói chung. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu xem cô bé này tại sao lại là một cái người thợ nail bận rộn như vậy, lại chuyển sang cái mô hình kinh doanh này như thế nào. Xin mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi nhé. Đúng rồi, thì chị thấy là bởi vì chị cũng có nhiều người bạn của chị cũng đang làm nail và hầu như là cô nào làm nail về tới nhà thì cô ấy cũng nói là ôi Trường ơi, bữa nay mệt mỏi quá, nhức đầu quá vì những cái người khách hàng họ đem lại cho mình những cái khó chịu thế này thế kia đủ thứ hết. Thì em làm một cái công việc nó đối diện những cái khó khăn như vậy và cái cơ duyên nào lại đẩy đưa em đến cái mô hình kinh doanh online này, mời em chia sẻ. Đấy, giống như cái câu mà chị Linh vừa nói á, là những người á, mà đi làm nail về đều đều rất là mệt mỏi rã rời, tại vì hàng ngày 10 tiếng đồng hồ mình phải tiếp xúc với lại hóa chất bụi bẩn, và bên cạnh đó không phải là tất cả những khách hàng đều dễ chịu với mình hết, cho nên là rất là mệt mỏi. Giống như chị Linh nói, bởi vì như vậy mà em mới mới tìm kiếm một cái mấy công việc mới, một cái mới để mà thay đổi. Thật sự ra mà cái cơ duyên mà để cho em mà đưa em đến cái digital business này á thì nó xuất phát từ bản thân em, là em muốn thay đổi bản thân trước chứ là không phải là vì cái công việc không đâu. Nhưng mà bản thân em là em thấy là chắc là chị Linh sẽ không biết á, là không phải chuyên ngành của em là designer về nail, mà là em là tốt nghiệp trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh và cái chuyên ngành là nữ hộ sinh. Em có 9 năm, chính xác là 9 năm hoạt động tại bệnh viện phụ sản Từ Dũ. Thì em sang Đức định cư thì hiện tại bây giờ cũng đã 10 năm. Thì sang Đức thì rất là tiếc là em không có Làm làm mấy cái tiếp gì từ cái hồ công sinh việc nữa. mà nữ hộ sinh của em. Thì em cũng cũng làm rất là nhiều cái công việc, như là em cũng từng mở kinh doanh về nhà hàng ăn uống, tự mở ra, tự làm chủ vận hành một cái nhà hàng ăn uống của riêng mình. Thì chị Linh cũng đã từng đi làm phục vụ ở quán ăn, thì chị Linh cũng biết là trong cái công việc mà ngành ăn uống nó cũng không có Vất gọi là vả. dễ dàng gì. Đó thì em làm được 3 năm, em vận hành được cái cửa hàng em, cái nhà hàng của em thì được 3 năm. Thì khi đó thì em mới có em bé, thì em rất là tiếc em không có vận hành tiếp nữa,
và em phải sang nhượng lại cái nhà hàng của em. Rồi thì khi mà sang nhượng lại thì do là không có kinh nghiệm trong cái vấn đề mà kinh doanh truyền thống mở nhà hàng, tại vì em ở Việt Nam là em là công nhân viên nhà nước, là cán bộ công nhân viên nhà nước đi làm công ăn lương quen rồi. Thế là khi mà em đi ra kinh doanh truyền thống thì em được gặp rất là nhiều Khó sự khăn. cố, và về em không có biết cách vận hành một cái nhà hàng nó như thế nào thì vỡ nợ, thật sự mà nói là em vỡ nợ, mắc nợ rất là nhiều, cho nên là em phải chuyển sang em đi học nail và em đi làm nail để mà em trả hết cái số nợ đó để mà trang trải cho cái cuộc sống mưu sinh cơm áo gạo tiền hàng ngày. Thì hiện tại bây giờ là thật sự mà nói là công việc làm nail thì nó vất vả thật, nhưng mà bên cạnh đó nó cũng giúp cho em trang trải được cái nợ nần trong cái lần đầu tiên mà em lập nghiệp mà em đã gây ra. Thì nhưng mà bên cạnh đó thì nó đã lấy của em rất là nhiều thời gian và sức khỏe. Sức lực. Dạ, bên cạnh cái sức khỏe nữa chị, em đã cũng đã 3 lần nằm bệnh viện, thì sức khỏe của em nó không có cho phép em là duy trì tiếp cái công việc này, cho nên là em phải tìm ra một cái phương án khác để mà có thể thay thế cái công việc nail của em hiện tại. Thì rất là may là em đã tìm kiếm được cái kinh doanh kỹ thuật số này. Thì hiện tại bây giờ là em vẫn vận hành song song bên cái cạnh công việc làm nail của em, mà em đã bớt đi, em đã giống như trước đây thì em làm phải là 10 12 tiếng một ngày và thuốc suốt 6 ngày trong một tuần để mà em đi làm nail. Nhưng mà hiện tại bây giờ thì em chỉ làm giờ hành chánh thôi, còn lại là em về em vận hành cái doanh nghiệp của em. Wow, tuyệt vời quá. Thưa quý vị, quý vị đã nghe cô ấy trải lòng về cái hành trình từ ở Việt Nam và khi sang định cư ở tại Đức Quốc. Trước hết thì chị xin gửi lời chân thành cảm ơn đến. Nói đến một cái người nữ hộ sinh giống như em là quả là một cái việc hết sức là khó khăn đối với tất cả những người nữ hộ sinh, không phải riêng gì về em. Và chị luôn luôn biết ơn về những cái người làm việc xin lỗi quý vị, làm việc một cách thầm lặng. Chị rất là trân quý những con người như thế, và thay mặt tất cả các anh chị em ở trong cái community để cảm ơn đến em. Và chị rất là cảm động khi mà một cái người nữ hộ sinh với một cái công việc 9 năm như vậy, mà vì cuộc sống, vì phải tha hương cầu thực, để rồi em định cư sang Đức Quốc và em lại không tiếp tục làm được cái công việc như em mong muốn, và bắt đầu vào cái tiệm nail mà phải vất vả như vậy, thì đó quả là một cái khó khăn. Nhưng mà cảm ơn là cái cơ hội đã đến và em nắm bắt ngay. Và bây giờ thì chị thấy rằng là chị hình dung ra, mặc dù chị chưa biết em trước đây, nhưng mà chị hình dung với một cái người phụ nữ nhỏ nhắn giống như em mà phải tất bật vừa phải làm nail rồi phải chăm con rồi rồi bệnh tật như vậy, thì quả là một cái điều khó khăn không phải ai cũng có thể vượt qua được. Nhưng mà đến hôm nay em vẫn ngồi đây và với một cái gương mặt trong sáng, nụ cười tỏa sáng như vậy, và tự tin nói rằng em là một chủ doanh nghiệp, thì chị biết chắc chắn rằng cái công việc này nó đã đem lại cho em những cái điều, cái lợi ích gì. Thì bây giờ trước khi mà mình đi tiếp câu chuyện này đó, thì để chị gửi lời chào hết tất cả các anh chị em đang theo dõi mình ở ngày hôm nay nhé. Hôm nay thì mình trên màn hình nhỏ của mình thì có là em An Bùi đến từ Pháp. Chào hai chị, đúng rồi, hai chị chào em, chào Quý Phạm nhé. Chị cảm ơn em rất là nhiều. Chào Ái Cơ, cô bạn dễ thương của tôi. Chào Thu Hiền, cảm ơn cháu rất là nhiều. Rồi bây giờ mời các bạn cùng theo dõi tiếp câu chuyện của một cô thợ nail chuyên làm đẹp cho người khác, rồi một cô nữ hậu hậu sinh trước đây, rồi một người vợ đảm đang và đã chuyển sang kỹ thuật số như thế nào, thì xin mời quý vị cùng theo dõi nhé. Bích ơi, cái quá trình mà em bắt đầu vào cái mô hình kinh doanh online này là nó bắt đầu như thế nào? Xin mời em chia sẻ với tất cả mọi người đang theo dõi, mời em. Cái quá trình mà em đi vào cái doanh nghiệp kỹ thuật số này thì thật sự mà nói là nó cũng là một cái cơ duyên, khi mà em xem một cái mẫu quảng cáo ở trên Facebook của một cái chị,
Thì thật sự ra là em đã nhìn thấy cái mô hình kinh doanh này là lâu rồi, 2 năm trước khi mà bắt đầu dịch corona bùng phát. Chị Linh, bên Em chị cứ nói Linh đi vừa chị. à. Thì khi đấy thì em mới em đã xem cái mẫu quảng cáo đó, nhưng mà em cũng không hình dung ra được nó là một cái mô Công hình kinh doanh việc như thế nào. Dạ đúng rồi. gì? Thì thật sự lúc đó thì corona dịch bùng phát thì tất cả các tiệm nail, dịch vụ làm đẹp trên toàn nước Đức là phải đóng cửa, không có hoạt động được. Thì không riêng gì bản thân em mà tất cả tiệm cũng như vậy. Thì lockdown bao nhiêu lần là điều bấy nhiêu lần ở nhà là không có lương. À Thì đúng lúc rồi. đó em cũng ở nhà đó, là mình không có lương, thì cái số lương ít ỏi đó thì trợ cấp chỉ có 67% lương, thì thật sự ra là không có đủ. Cho nên là em mới nghĩ là chết rồi, bây giờ mình phải tìm một cái gì đó để mà mình làm ở nhà hay là như thế nào đó. Thì lúc đó thì em thấy là tất cả mọi thứ đều đều làm online hết, tức là từ lấy hẹn hay là khám bệnh hay hẹn, tất cả mọi thứ đều phải gọi điện thoại qua online hết. Tại vì lúc đó mình người ta hạn chế mình đi lại. Thì Đúng rồi. em mới tò mò, em mới mới mới, mới theo dõi cái chị đó. Khi mà cái mẫu quảng cáo chị đó xuất hiện thì em cũng theo dõi, nhưng mà rất là tiếc là không, chị đó không ở nước Đức, ở cái đất nước mà em đang ở. Xin Thì chào. ở em nhìn thấy chị đó là ở Canada, thì em nói ôi Canada xa quá mà mình cũng không biết người ta như thế nào, đúng không? Mình không biết như thế nào, hay là có bị mình có bị lừa hay là gì không? Cái đó cái tâm lý là nó lo sợ như vậy. Đúng rồi. Cái thế là em mới gạt qua một bên, em cũng không quan tâm nữa. Thì sau này cái em lại thấy một cái mẫu quảng cáo nữa của một chị ở bên Úc. Cái thế là em cũng rất là tò mò nha. Nhưng mà lúc lúc mà em xem cái mẫu quảng cáo thứ hai thì nó rất là đúng với cái tâm trạng của em, nó rất là chạm vào cái nỗi lòng của em. Thì em mới quyết tâm là mình phải tìm cho bằng được là cái mô hình này là cái mô hình kinh doanh gì, tại sao từ một cái người mà có một cái sự nghiệp rất là vang, rất là nổi tiếng như vậy, rất là hoành tráng như vậy, không phải là chỉ những người là bình thường như là những người công nhân, bác sĩ, kỹ sư, mà là những người CEO những cái tập đoàn lớn, người ta vẫn có thể là người ta sẵn sàng bỏ cái công việc chính hiện tại của người ta để mà người ta vào tham gia vào cái doanh nghiệp này. Thì em rất là tò mò, con người của em á là rất là tò mò, mà một khi mà em tò mò là em phải tìm cho bằng được coi là nó là cái gì. Cũng thì vậy. thì vô tình nữa thì em lại coi một cái mẫu quảng cáo nữa của một chị ở Đức. Thế là em click vào quảng cáo và em để lại tên và địa chỉ email của em. Thì khi mà em vào thì em nhận được, khi mà em để lại tên và địa chỉ email thì em nhận được những cái tài liệu do hệ thống tự động gửi cho em. Thì trong khi đó có một cái email là nếu như mà em muốn thật sự mà muốn tìm hiểu thì em trả 149 đô để mà người ta mở cho em những cái bước tiếp theo là đi cho em đi sâu vào trong để mà em tìm hiểu. Thì lúc đó nhưng mà cái dòng ở dưới thì người ta có nói là nếu như mà bạn cảm thấy không phù hợp thì trong vòng 30 ngày thì số tiền đó sẽ hoàn trả lại cho bạn. Thì em rất là yên tâm ở vấn đề đó, ở ở ở với câu cuối cùng đó. Thật sự ông xã em á thì nói là ôi em ơi, em bị lừa rồi đó. Cái người đầu tiên trả ngay là ông xã em. Ông xã em nói là thôi em ơi, lừa rồi, em mà đóng nó đi là mất tiền đấy, không có cái gì ở trong đó đâu. Nhưng mà chị biết không, trong đó là trong lòng của em á là thật sự là em có một cái khát khao rất là lớn và Thay đổi em hả? muốn muốn thay đổi. Trước tiên là em phải thay đổi cái bản thân của em. Đó là em không thể nào mà mỗi ngày em cứ đi làm cái công việc này mà trong khi nó em đủ hiểu là cái công việc này nó sẽ mang đến rất là nhiều vấn đề cho cái sức khỏe của em. Nhưng mà bởi vì mưu sinh, bởi vì cơm áo gạo tiền Công áo gạo thì đấy em phải làm. tiền. Thì lúc đó em mới nói là mình đâu có bị mất cái gì đâu. Mình Đúng cứ đóng thử 149 đồng. Thì nếu như em nói lúc đó em nói trong 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 đầu em á, nếu như mà em bị mất á không có sao, coi như là cái đó là em học mà.
em mở ra cho mình một cái bài học để mà mình Đúng học. Trong đó mình khi mà mình đóng 149 đô đó thì người ta sẽ mở ra những cái chương để cho mình vô. Lúc đầu em coi một cái webinar 90 phút, em coi không sót một phút nào. Em rất là chăm chú, em lắng nghe và em xem, coi từng câu từng chữ của người ta nói coi như thế nào. Tại vì thật sự là nếu mà mình có đủ cái khát khao lớn, mình đủ lớn để mà mình tìm hiểu, thì em nghĩ là 149 đô nó không có là làm gì cái gì. hết. Đúng rồi. Nó mở ra mình cho mình một cái con đường, thì tại sao mình không cho mình một cái cơ hội để mà mình tìm hiểu. Mình đâu có mất gì đâu trong vòng 30 ngày. Nếu mà mình thấy mình thích hợp thì mình làm, còn mình không thích hợp thì người ta refund lại tiền cho mình, cái đó là cái Đúng đảm bảo. rồi. Thì em mới lúc đó thì em cái chị mentor của em á, hiện tại bây giờ thì lúc đó thì em là người chủ động điện thoại cho chị đó. Em thấy là em đã nhận được email rồi, em thấy chị đấy không gọi cho em, thì lúc đó em cái khát khao của em nó lớn quá chị biết không, em rất là tò mò. Em cái con người em thật sự là em cũng nóng tính, thì khi mà em làm cái gì là em phải làm cho bằng được. Quyết Thế là làm cho bằng được. em thấy chị đó không gọi cho em mới bực mình quá, em phải lấy điện thoại em gọi cho chị đó, tại vì trong đó có số điện thoại. Cái thì em gọi cho chị đó thì chị đó mới, lúc đó là em đi làm xong em mới nói là để tối về thì chị em mình nói chuyện. Thế là tối về thì chị mới bảo em là em có ngại phải trả 149 đô đó không. Em nói không, em biết là em phải 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 trả tiền, em biết hết, tại vì em đã theo dõi, em đã tàu ngầm ở đây Tìm rất là hiểu lâu kỹ rồi, rồi. em đã tìm hiểu rất là lâu rồi, cho nên là em biết là em sẽ đóng 149 đô, nhưng mà em đóng như thế nào thì thật sự lúc đó em chưa biết. Thế chị mới hướng dẫn cho em đóng 149 đô, là vừa nói xong dứt câu là em bấm ok rồi PayPal trả Trăm bốn liền luôn 149 đô, không có lăn tăn một tí gì luôn. Đó nha. là em vô để em thấy là cái mô hình này thật sự là rất là tuyệt vời, nó hoàn toàn thích hợp với em. Em nghĩ là hiện tại thì em là một người mới vào, em cũng mới set up được cái doanh nghiệp của em, thì doanh nghiệp của em nó chỉ mới mới vận hành đây được vài tháng thôi. Thì khi mà nó đã đủ vững rồi, đủ mạnh, thì em nghĩ là em sẽ dẹp đi cái công việc làm nail của em, và em đã tập trung, em sẽ tập trung hoàn toàn vào cái doanh nghiệp này của em, vì em muốn là em phát triển cái doanh nghiệp này là cái sự sự nghiệp phát triển trọn đời của em. Đúng rồi. À, thưa quý vị cũng đã nghe câu chuyện của em Bích kể về cái hành trình mà em ấy tìm đến cái business như thế nào và cái vận hành ra sao, thì chắc chắn là quý vị cũng đã nghe nhiều, nhưng trong số quý vị có người đã nghe, có người đang nghe và có người sẽ không hiểu rằng chúng tôi đang làm gì, chúng tôi vận hành một cái business này, thậm chí có quý vị còn cho chúng tôi là những người quá lạ, bởi vì kinh doanh một cái mô hình mà không thấy gì nói về về sản phẩm, về công việc như thế nào cả. Nhưng mà thưa quý vị xin lỗi, tất cả các mô hình kinh doanh nào đều có kinh doanh về sản phẩm cả, nhưng mà cái sản phẩm ở đây của chúng tôi đó là những sản phẩm mà đã được sự chọn lọc và có đứng hàng thứ nhất trên thế giới về chất lượng, về 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 cái uy tín, bởi vì cái sản phẩm mà chúng tôi kinh doanh là một cái sản phẩm đã có trên thị trường trên hơn 50 năm. Nhưng mà quý vị, chúng tôi ở đây không nói về sản phẩm để chúng tôi, nhưng chúng tôi ở đây chúng tôi chỉ muốn bán cho quý vị một cái giải pháp để quý vị đi làm, quý vị có thu nhập, quý vị muốn thoát ra cái cuộc sống bế tắc giống như em Bích và tôi trước đây, đó là những chủ doanh nghiệp và chúng tôi đã gặp phải những cái khó khăn, những cái áp lực trong công việc trước đây của chúng tôi. Như em Bích thì làm chủ một cái nhà hàng và tôi thì đã từng làm nhân viên phục vụ trong ngành ăn uống 15 năm. Quý vị ơi, nhà hàng ngày khi chúng ta làm thuê đó, mình nghĩ thôi làm thuê cho khỏe, nhưng không khỏe chút nào cả. Quý vị làm thuê thì quý vị phải tới đúng giờ, đi đúng giờ thì về trễ giờ không sao, nhưng nếu mà quý vị đi trễ giờ mà về đúng giờ là hơi mệt đó. Đúng rồi. Bởi vì mình làm thuê mà, mình làm thuê mình phải tới đúng giờ, mình làm thuê mình có thể ở, ví dụ bây giờ quý vị làm 9 giờ đến 5 giờ, quý vị làm 9 giờ tới 5 giờ rưỡi, ok, không có ông chủ nào phiền hà hết, ê tại sao 5 giờ rồi mày không chịu về, nhưng quý vị làm 9 giờ tới 5 giờ mà quý vị 9 rưỡi tới đi, 5 giờ về đi, một ngày, 2 ngày, 3 ngày, it's ok. Nhưng đến ngày thứ tư là có vấn đề. Có thể ngày thứ năm,
mình bị mất việc luôn. Nhưng khi chúng ta làm chủ một cái mô hình kinh doanh như chị em chúng tôi đang vận hành ở đây, quý vị có thể làm bất cứ giờ nào quý vị muốn. Quý vị làm có thể bất cứ ở nơi nào quý vị thích. Ngay cả những lúc mà em ấy đang ngồi tâm sự với tôi ở đây, thì cái kinh doanh của em ấy vẫn mở cửa và đang hoạt động. Và khách hàng họ vẫn tìm đến em, bởi vì chúng tôi không đi tìm khách hàng. Tất cả những mô hình kinh doanh nào mình phải đi tìm khách hàng, nhưng ở đây chúng tôi không tìm ai cả, và chính những người khách hàng đó đã tìm đến cái hệ thống của chúng tôi, đã tìm đến cái ngôi nhà của chúng tôi, và để những cái thông tin ở đó như là tên, email, để rồi sao, để rồi chúng tôi cung cấp cho họ, chúng tôi chia sẻ cho họ một cái giải pháp để họ có thể bước ra cái vùng an toàn mà họ cho đó là an toàn, và họ có thể bước ra cái vùng mà họ cho rằng đây là cái công việc hàng ngày họ phải đối diện và những cái khó khăn họ phải chịu áp lực, để rồi họ bước sang một cái trang mới, bắt đầu đi vào cái mô hình kinh doanh và làm chủ cho bản thân của mình. Và trước hết thì tôi rất là cảm ơn quý vị đã bỏ thời gian quý báu của mình để theo dõi cái cuộc trò chuyện của hai chị em chúng tôi. Và trên màn hình nhỏ thì chị có thấy là có những anh chị em đang theo dõi cái buổi trò chuyện của hai chị em mình. Thì bây giờ chị xin phép em nhé, để mình chào các chị em xong rồi mình tiếp tục cái câu chuyện này nhé. Chị, hai chị em của chúng tôi xin chào gia đình sắp nhỏ tại Đức. Ôi trường ơi, cái gia đình này rất là đáng yêu luôn. Rồi, xin chào cô giáo Quyên đến từ Canada. Xin chào anh A Đàm đến từ Đức. Rồi, xin chào Huyền Trang đến từ Đan Mạch. Xin chào Jessie đến từ Zurich. Wow. Quý vị thấy không? Cái công việc của chúng tôi, cảm ơn các em nhé, cảm ơn các em đã dành thời giờ quý báu để theo dõi cái cuộc trò chuyện của hai chị em của chúng tôi. Và thưa quý vị, chúng tôi là những người doanh nhân đến từ khắp nơi trên thế giới, từ châu Á, châu Âu, châu Phi, nói chung là năm châu. Chúng tôi đến từ khắp nhau. Nhưng mà mặc dù thưa quý vị, tôi chưa bao giờ gặp em Bích ở ngoài đời. Tôi chưa bao giờ gặp em ấy cả, và hình như là tôi nói chuyện với em ấy trên Facebook Messenger đó là chỉ có là đếm trên đầu ngón tay thôi. Nhưng mà quý vị biết là khi mà tôi mở lời, tôi mời em là bé ơi, ngày mai em có thể cho chị một vài phút để mình bắt đầu cái buổi trò chuyện được không em? Thì em ấy yes, trong một nốt nhạc, quý vị không cần suy nghĩ. Bởi vì sao? Chúng tôi là những người doanh nhân, những người làm chủ cái doanh nghiệp, và chúng tôi có đồng một chí hướng là phải cùng nhau thay đổi cuộc sống bế tắc hiện tại để bước vào một cái trang mới, bước vào một cuộc sống mới để làm chủ bản thân mình, làm chủ kinh doanh của mình, làm chủ về thời gian của mình, và mình có thể vận hành tất cả những cái điều đó. Cho dù mình là một mình cũng vẫn làm được, như quý vị đang ở mô hình kinh doanh truyền thống giống như em Bích vừa rồi. Mở một cái nhà hàng phải cần người sếp cúc này, rồi người tính tiền này, rồi người phục vụ ở trên này, rồi người rửa chén này. Bởi vì tôi làm trong nhà hàng mà quý vị biết. Chị kể cho anh nghe nhé, khi mà chị làm trong nhà hàng thì ông chủ chị thì thường lúc đó thì anh hay thường xuyên đi Việt Nam chơi, cho nên là ở bên này thì có một cái người partner nữa phụ trách để giúp, thì chị trông coi ở trên. Thì em biết là có một ngày không biết là ở những người ở dưới đó họ gây gổ như thế nào đó, rồi họ chia rẽ ra, họ chia nửa bên này giống như là bên miền Bắc với miền Nam, chia phe ra. Xong rồi đùng một cái, một buổi sáng lên 12 người làm thì chỉ còn có 4 người tới thôi, 8 người kia mất tiêu luôn, không thấy. Xong rồi chị mới điện thoại, chị nói anh ơi, bây giờ cái dưới bếp này họ chỉ có tới 4 người. Xong rồi ông chủ chị nói 4 người thì làm 4 người không sao cả, hôm nay là em phải vất vả rồi đó. Nói dạ em không ngại vất vả, nhưng mà bây giờ làm sao mình có thể vừa nấu rồi vừa bưng rồi vừa chạy. Anh nói không sao, anh sẽ chạy lên. Và em biết ông chủ của chị là một người rất là giỏi, nấu cũng được, xào cũng được, chiên cũng được, cái gì anh cũng làm. Anh xăng tay áo lên là anh vô anh xào chiên là đổ kịch ra, nghĩa là chị trên này, chị đang đứng ở trên, chị xem mà chị xuống chị bưng, cứ nói chung là cứ bưng ra. Thật sự mà nói, trong cái ngày hôm đó đó thì mình bận rộn quá rồi thì mình quên đi cái việc là mình bị áp lực. Nhưng mà sau đó tối, cái bữa tối rồi nó thiếu điều, nó muốn coi như là cái toàn thân của mình đứng mà giống như nó sụp đổ xuống cái nền nhà luôn, em biết nó quá mệt rồi. Xong rồi cái xong cái việc đã buổi đó thì ông chủ cũng rất là dễ thương, ông ấy cái buổi tối xong nghe đóng rồi ông mới order thức ăn rất là ngon từ những cái nhà hàng mà họ chuyên về phục vụ về ngành cưới hỏi đó, thì họ có những tôm hùm rồi cá hấp gì đó bưng hết tới cho những nhân viên ở đó. Và ông nói rằng
Bây giờ ngày mai anh sẽ kiếm người, nhưng mà các em sẽ cực thêm một vài ngày nữa rồi đó, đợi anh kiếm người thì bắt đầu ôi chết rồi, tối nay mình về mình làm, mình ngủ xong sáng thì mình vô, không phải là cái nhà hàng của mình, ông là chủ, mình chỉ là nhân viên thôi. Nhưng mà mình cũng cảm giác được là tuy rằng anh không nói ra là anh lo lắng như thế nào, nhưng mà cái công việc ngày mai rồi anh cũng phải lặn lội vô trong cái đó anh làm, rồi mình cũng phải tiếp tục vật lộn với cái công việc mà nó từ cái 12 người mà nó tụt xuống còn có 4 người, với mình thêm nữa là 5 người, rất là vất vả luôn quý vị. Và lúc đó tôi thấy được cái sự cái stress của anh, nhưng mà anh là một người rất là mạnh mẽ, anh đã vượt qua những cái điều đó. Và khi mà chúng ta làm kinh doanh truyền thống, chúng ta bị áp lực bởi công việc, bởi cái tần suất lao động, rồi bởi cái kinh tế bên ngoài nó ảnh hưởng, cho nên cái ngày đó mình bán không được, thu nhập không có, không đủ tiền trả nhân viên, không đủ tiền trả mặt bằng, không đủ tiền trả điện điện nước, không đủ tiền trả tất cả những cái chi phí mình phải lo hết. Nhưng hệ thống kinh doanh của chúng tôi không phải lo bất kỳ một cái thu nhập hoặc là tích trữ hàng hóa, chúng tôi cũng không cần phải lo nhân viên ngày hôm nay nó nghỉ hay nó vắng, bởi vì chúng tôi vừa là nhân viên vừa là chủ. Mình ở trong này mình làm, mình cũng làm mình, mà mình cũng làm chủ lấy cái doanh nghiệp của mình, cho nên là ô thích thì mình ngồi lên cái máy laptop này mình nói chuyện với khách hàng, mình thăm hỏi họ. Bữa nay mình khỏe thì mình thăm hỏi vài ba tiếng, còn ngày mai mình không khỏe thì mình nằm luôn khỏi mở cửa cũng không sao, xong rồi ngày mốt mình mở cửa vẫn được. Cho nên chính vì vậy mà chúng tôi luôn luôn ở đây chúng tôi nói rằng với cái mô hình kinh doanh kỹ thuật số này, quý vị nghe có thể một cái điều gì đó nó mơ hồ, nhưng với giống như em Bích vừa trình bày 149 lô, quý vị bước vào trong cái thế giới của chúng tôi, quý vị thấy rằng đây là một cái mô hình kinh doanh tuyệt vời và thông minh đến mức độ mà quý vị chỉ cần bỏ 20% sức lao động của quý vị, tất cả những cái việc sau đó 80% đều do cái hệ thống bằng cái mạng xã hội nó thay cho quý vị chăm sóc khách hàng và tìm kiếm khách hàng tiềm năng cho quý vị nữa. Và chính cái công việc này đã giúp cho tôi, đã giúp cho em Bích từ những cái người nữ hộ sinh làm việc cực nhọc để rồi định cư sang Đức Quốc và mở một cái nhà hàng, rồi sinh em bé, rồi vất vả, rồi phải làm tiệm nail, và đến một lúc cái cơ hội đã đến, đã cho em nắm bắt cơ hội, và ngày hôm nay quý vị mới thấy một em Bích ngồi ở đây tươi trẻ, linh động, hoạt bát, yêu đời và tự tin nói rằng tôi là một chủ doanh nghiệp. Thì trước khi mình chia tay với quý vị khán giả thì em có muốn nhắn gửi gì đến với những người đã nghe, đang nghe và sẽ nghe, xin mời em. Em cũng có đôi lời chia sẻ với những người mà đang theo dõi chị em mình, hay là những người đã theo dõi và chuẩn bị và đang theo dõi. Thì các bạn ơi, các bạn đừng có ngần ngại gì mà không có mạnh dạn bước ra khỏi cái vùng an toàn của mình. Tại vì Bích đây, trước đây Bích cũng đã từng ở tâm trạng cũng giống như các bạn đang tìm hiểu, thì Bích đã bỏ lỡ 2 năm để mà Bích bước vào cái doanh nghiệp này. Thì 2 năm trước đây có những người, người ta đã bước vào cái thời gian đó thì bây giờ người ta rất là thành công rồi. Thì rất là may là Bích còn sớm nhận ra là cái mô hình kinh doanh này nó thật sự là rất là tuyệt vời, nó mang đến không những là mang đến cái sự Mang đến cho chúng ta cái sự trải nghiệm, sự học hỏi, sự hiểu biết về tư duy. phát triển cái bản thân của mình Đúng không, rồi. mà bên cạnh đó là nó còn mang đến cái chất lượng sống cho gia đình của mình thì ngày một tốt hơn nữa. Thì Bích giống như chị Linh đây thì hai hai người hoàn toàn xa lạ với nhau, nhưng mà chúng tôi đều trong một cái mô hình kinh doanh này, chúng tôi sẵn sàng đem đến tất cả những gì tốt đẹp để nói lên cho các bạn biết. Thì cái cơ hội này rất là muốn lan tỏa đến cho tất cả các bạn đang tìm hiểu và muốn bước vào cái doanh nghiệp này, thì đừng ngần ngại gì vậy mà chi trả 149 đô để mở ra cho bạn một cái cánh cửa có thể thay đổi cả cái cuộc đời của bạn sau này. Thì bạn có 30 ngày để tìm hiểu, nếu mà mình cảm thấy là mình không phù hợp thì nó sẽ hoàn toàn refund lại, trả lại cái số tiền 149 đô đó cho các bạn. Còn nếu như đây là Bích và chị Linh hoàn toàn cam đoan với bạn, các bạn là 100% sẽ hoàn trả lại, nếu không trả là mình sẵn sàng mình trả. Chỉ có một người lúc mà cổ vào có nói chị ơi rồi em vào mà em không thích rồi, hoặc người ta không trả em sao em yên tâm đi,
trong vòng 24 tiếng mà tới 48 tiếng nó không trả em, chị trả em gấp 10 lần. Dạ, em cũng nói giống Xong như cái chị luôn, em nói không trả là mình trả chứ. Xong rồi sáng hôm sau cổ nhắn lại, cổ nói chị ơi em nhận được rồi chị, cảm ơn chị. Thưa quý vị, vâng, đó là những cái chuyện, có câu chuyện vui mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị một chút cho đỡ căng thẳng. Thật ra là đây là một cái công việc làm hợp pháp và một công việc làm người thật, việc thật, cho nên quý vị đừng lo lắng về cái chuyện mà 149 đô nếu chúng ta có 30 ngày và chúng ta không muốn, chúng ta có thể cancel, cái số tiền đó sẽ được hoàn trả 100%. Và một lần nữa chị cảm ơn em đã nhận lời mời của chị vào trong cái ngôi nhà của chị và cho chị một cái trải nghiệm. Chị một lần nữa chị thay mặt tất cả những anh chị em trong cộng đồng của cái mô hình kinh doanh này, cảm ơn em rất nhiều về những cái cống hiến của em cho xã hội trong cái công việc mà điều dưỡng trước đây. Chị rất là biết ơn những người nữ hộ sinh âm thầm như vậy, nhờ những người đó mà ngày hôm nay mới có mặt chị ở đây. Cho nên là chị rất biết ơn em. Và một lần nữa chúng tôi gửi lời chào đến tất cả quý vị, mà chúng tôi tin chắc chắn rằng quý vị đã nghe, đang nghe và sẽ nghe. Quý vị đang có một cái quyết định thì hãy quyết định ngay bây giờ. Và quý vị hãy vào cái website của em Bích, để quý vị để lại tên, địa chỉ email, mời em đọc cái website cho mọi người. Mời em. Website của em là www.ngocbichnguyen.d. À, rồi, quý vị đã nghe được cái website cô ấy rồi, hãy vào cái trang Facebook cô ấy liên hệ, và tôi tin chắc chắn rằng cái cô bé xinh đẹp đang ngồi trước màn hình của quý vị sẽ gửi đến quý vị tất cả những cái thông điệp, truyền tải cho tất cả quý vị những cái thông tin và hướng dẫn quý vị cho đến khi nào quý vị thành công nhanh nhất có thể. Và nếu quý vị đã yêu, đang yêu và sẽ yêu tôi, xin mời quý vị vào website của tôi www.liên-hugo.com để lại tên, địa chỉ, email. Tôi sẽ ở đây luôn đồng hành cùng quý vị, và tôi tin chắc chắn rằng những gì tôi học hỏi ở trong cái mô hình này tôi sẽ chia sẻ với tất cả quý vị và sẽ cùng đồng hành với quý vị. Chẳng những một mình tôi mà còn có người coach của tôi ở đây nữa, luôn đồng hành để rồi giúp các bạn thành công nhanh nhất có thể. Và một lần nữa chị cảm ơn em, gửi Dạ, lời em chào cảm ơn mến chị. chào tất cả quý vị và chúc quý vị có một ngày thật bình an bên cạnh gia đình và người thân. Mến chào. Dạ. Rồi chị chào em nhé. Dạ, em chào chị Linh. Chào tất cả các Chào bạn. em. Rồi chào.